Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép át, vì chuyện tranh ra quá lâu, cứ đà này phải gần 10 năm nữa mới hết chuyện nên mình làm bộ này để anh em được trải nghiệm chuyện nhanh hơn. Video sẽ tập trung vào tâm lý nhân vật, phân tích cốt truyện nhưng hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Chúc anh em xem video vui vẻ, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Huyền khí cấp 9, Bạch Y Nam Tử sợ hãi thay đổi sắc mặt, quần áo quanh người không gió mà bay toàn bộ bóng người lóe lên bạch quang liền xuất hiện ở bên hoàng triều trung trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ cùng đại hỷ ở trên trung không ngừng lấp lóe cổ chung của lão tử ngươi xem cái cục cức móc mù mắt chó của ngươi lý vân tiêu không biết khi nào liền xuất hiện ở trên bầu trời hoàng triều trung một cước đột nhiên dẫm đạp xuống một vệt kim quang từ dưới chân hắn trải rộng ra văn tự trên hoàng triều trung lấp lóe mà xuống tiếng trung cổ điển nhẹ nhàng vang lên phảng phất như trải qua ngàn năm vạn năm ở dưới một tiếng chuông này trôi qua vô số thế kỷ một âm một thế kỷ trên gương mặt bạch y nam tử hiện ra vẻ khiếp sợ không kịp đề phòng bị tiếng chuông này chấn động tinh mang trong mắt trở nên tang thương thật giống như năm tháng ở trên người hắn kịch liệt trôi đi lý vân tiêu một cước đạp xuống thân thể ở trên khâu trung lật lên một tay đem chuông lớn ném về đầu lâu của bạch y nam tử hai tên vũ hoàng của thánh hỏa điện một mặt mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ là run dế lại dám xuất thủ với bản tôn bạch y nam tử trong nháy mắt tỉnh ngộ lại hai mắt vẫn đục lập tức một mảnh thanh minh khuôn mặt lộ ra vẻ lãnh ngạo lúc này đập ra một quyền theo một quyền này đấm ra lực lượng lĩnh vực cũng triển khai đem ý cảnh của lục hợp bát hoang đặt vào trong đó con hoàng triều trung mới vừa đập ra liền bị quyền kình của đối phương bắn trúng kích thích ra sóng âm cường đại lan đi bốn phía kinh khí mạnh mẽ kia xuyên thấu cổ trung truyền tới trên người lý vân tiêu chấn động đến cả người hắn bay ra ngoài xương cốt sắp nứt da rẻ từng tấc từng tấc tách ra lúc này mọi người của thánh hỏa điện mới phản ứng lại đặc biệt là hai tên vũ tôn cường giả phùng chư cùng thích quang đều nổi giận đồng loạt xuất thủ lực lượng lĩnh vực mở ra hai người liên thủ lập tức đem lĩnh vực quanh thân bạch y nam tử ép tới kịch liệt thu nhỏ lại cao sơn lưu thủy quét ngang ngàn quân phùng chư vỗ tới một trường kinh phong tản ra bốn phía dĩ nhiên hiện ra từng vòng tròn to to nhỏ nhỏ liên miên không dứt thích quang càng là kiếm quyết đi đầu phi thân mà lên trong tay cầm một thanh bảo kiếm gần như trong suốt quét ngang ra bao trùm toàn bộ chỗ yếu hại của bạch y nam tử bạch y nam tử lấy làm kinh hãi hai tên vũ tôn này liên thủ dĩ nhiên hoàn toàn áp chế hắn hắn không dám bất cẩn vội vàng vận chuyển lực lượng song quyền như gió hiện ra hai màu đen trắng màu đen như mực đánh về phùng chư màu trắng như yên đánh về thích quang hắc bạch hai quyền vừa ra loại tình thế bị áp chế trước kia lập tức thay đổi ba cỗ lực lượng ở trên không trung gặp gỡ chỗ đụng vào nhau hiện ra linh áp cường đại dường như mạng nhện ở trên không trung tàn ra hai người phùng thích kinh nộ không ngớt đối phương dĩ nhiên dựa vào sức một người chấn áp hai người mình mà bạch y nam tử đồng dạng cũng kinh hãi liên tục thực lực của hai người đối phương cùng lắm là nhị tinh vũ tôn phổ thông mình là tam tinh đỉnh cao lại vẫn ép không nổi đối phương nhất tinh một thiên địa càng đi lên chênh lệch càng lớn lúc này trong tam đại chiến hạm hơn 10 đạo ánh sáng trực thiểm mà xuống trên người mỗi người đều tỏa ra khí tức cường đại hướng về bạch y nam tử bay đi các ngươi đi giết những tạp ngư kia hai lão thất phu này giao cho ta bạch y nam tử lạnh lùng lớn tiếng quát những thủ hạ kia đều là vũ hoàng tham dự loại chiến đấu này cũng là nhiều chút bia đỡ đàn mà thôi hắn dựa vào ưu thế cao hơn một tinh của mình tuy rằng chậm một chút nhưng mà có đầy đủ tự tin đánh giết hai người trước mắt này hai người phùng thích kinh hãi trong hơn 10 đạo ánh sáng này không thiếu vũ hoàng đỉnh cao tùy tiện một người cũng đủ giết bọn người diệp phàm hơn nữa lúc này ba chiếc chiến hạm trên bầu trời lần thứ hai vận chuyển đem trận pháp công kích nhắm ngay đám người diệp phàm nguy rồi phùng chư cả giận nói không thể lại lưu thủ bằng không thiếu chủ nguy hiểm bạch y nam tử cảm thấy vô cùng buồn cười giận dữ cười nói hai lão thất phu trang bức cái gì ngươi ý tứ là các ngươi còn hạ thủ lưu tình thích quang cũng nghiêm nghị nói dùng thánh kỹ đi trong tay hắn lóe lên kiếm mang đẩy ra quyền kình màu trắng từng đạo từng đạo kiếm ý từ trên bảo kiếm khuếch tán nhẹ nhàng qua múa thân kiếm tuy rằng phi thường chậm nhìn qua không có nửa điểm uy lực nhưng mỗi một kiếm tựa hồ đều có một loại quy tắc nào đó ẩn chứa bên trong phùng chư cũng đánh văng ra hắc khí cánh tay như linh xả múa máy tương tự là vận chuyển cực kỳ chậm nhưng khí thế cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống lý vân tiêu rất xa nhìn chăm chú vào con ngươi đột nhiên áp xúc cái gọi là thánh kỹ này dĩ nhiên là một loại vũ kỹ xúc động thiên địa quy tắc tuyệt thế vũ đế truyền thừa quả nhiên có chút bất phàm bạch y nam tử cũng cảm thấy không đúng hai tay dẫn ra quyết ấn mấy đạo kinh khí từ trên thân thể bắn mạnh ra hướng về hai người ép đi nhưng bất luận hắn tăng lực lượng làm sao cũng không cách nào nhảy vào quanh thân hai người phảng phất có một loại lực lượng cực cường hiện lên ở bốn phía bọn họ vạn pháp bất xâm không được bạch y nam tử rốt cục thay đổi sắc mặt xoay người liền hướng u minh chiến hạm phóng đi hừ muốn chạy trốn cao sơn lưu thủy quét ngang ngàn quân chiêu thức cùng lúc trước hoàn toàn tương tự thế như lần này sử dụng lại có loại ý nhị đặc biệt khiến người ta nhìn qua cực kỳ vui tai thích mắt thật giống như một quyền một kiếm mỗi một phân một hào đều là đẹp như vậy phù hợp thị giác thẩm mỹ hai lão thất phu bạch y nam tử thất sắc xoay người giận tím mặt quát tứ phương bạo hắn toàn lực nổ ra giờ khác này u minh chiến hạm cũng bắn xuống một đạo ánh sáng màu xanh cùng kinh khí của tứ phương bạo chồng lên nhau liều mạng đối chiến chiêu thức của hai người phùng thích âm âm ầm khí lưu khuấy động trùng kích ra những vũ giả bốn phía kia toàn bộ thay đổi sắc mặt nhanh chóng lui lại để tránh khỏi tay vạ tới cá trong chậu ha ha trung tâm năng lượng truyền đến tiếng cười to của bạch y nam tử nói ta có u minh chiến hạm giúp đỡ các ngươi có thể làm khó dễ được ta sao tiếng cười của hắn vừa ra giữa bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang rền của u minh chiến hạm thật giống như hứng chịu công kích bạch y nam tử cùng với hơn 10 tên vũ hoàng cường giả cả kinh đồng thời ngẩng đầu lên nhất thời từng cái từng cái hít một hơi khí lạnh ngơ ngác thất sắc chỉ thấy giới thần bi hóa thành to nhỏ như u minh chiến hạm, đặt ở trên u minh chiến hạm, nhanh chóng hướng về mặt đất chìm xuống, thật giống như vô cùng nặng, căn bản không chống đỡ nổi. Nguyên bản bầu trời đã hôn ám càng trở nên âm u, u minh chiến hạm đang nhanh chóng chìm xuống, nếu như rớt xuống, ai cũng trốn không thoát. Chuyện gì xảy ra? Mau mau đứng vững, Bạch Y nam tử sợ hãi giống to, trên u minh chiến hạm có hơn 30 vị thuật luyện sư điều khiển mỗi cái phân đoạn, nhưng bất luận hắn kêu sợ hãi làm sao, cũng không thay đổi được xu thế rơi xuống, hơn nữa là càng lúc càng nhanh các ngươi đám thuật luyện sư vô dụng này ta muốn đem các ngươi từng cái từng cái chém cho heo ăn bình thường để cho các ngươi hảo hảo giữ gìn chiến hạm bây giờ lại bị một huyền khí không hiểu ra sao đè xuống liền hỏng rồi bạch y nam tử nổi điên biết khó cứu vãn nữa trong nháy mắt rời đi chạy về phía kim dương chiến hạm bất luận bọn họ là thế lực gì u minh chiến hạm cũng là nội tình tuyệt đối căn bản không tổn thất nổi vật liệu luyện chế một chiếc u minh chiến hạm cùng tiền nhân công đủ để luyện chế hơn người kiện huyền khí cấp 8 rồi hơn 10 tên vũ hoàng cường giả cũng thay đổi sắc mặt hướng về hai bên chạy trốn u minh chiến hạm thực sự quá to lớn mà phương hướng nó rơi dụng chính là trong hố lớn mà lúc trước bị nó bắn ra không nghĩ tới lúc trước hung hăng bá đạo dĩ nhiên là đào mộ cho mình âm 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 trên chiến hạm truyền đến tiếng kêu rên rỉ huyền khí đến cấp 8 đều có linh tính nhất định chiến hạm cũng không ngoại lệ trong rên rỉ để lộ ra sợ hãi khi bị áp chế tựa hồ đang ở dưới giới thần bi run rẩy Lý Vân Tiêu ở rất xa lộ ra cười gần nói, đừng riêng gì, nằm ở dưới huyền khí của ta hưởng thụ đi, cảnh tượng như thế này thật hèn mọn. Tất cả mọi người đều là đầu óc quay cuồng, chỉ là xem dáng vẻ của hai huyền khí này, thật là có chút ý tứ như vậy. Nhưng rất nhanh mỗi một người đều tỉnh lại, này không phải là nhân loại hay yêu thú gì, bị ép đến không ngừng kêu thảm thiết dên gì, là U Minh chiến hạm cấp 8. Tất cả đều là con người trừng lớn, tồn tại chiến hạm bực này, dĩ nhiên dên gì. Khối ngọc bi ép trên người nó kia rốt cuộc là thứ gì? dưới thần bi đè lên u minh chiến hạm rất nhanh chìm vào trong hố biến mất ở trước mắt mọi người trên kim dương chiến hạm bạch y nam tử xem mà triệt để ngứa ra mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống kia là chiến hạm cấp 8. giá trị không thể đánh giá bên trong còn có hơn 30 vị thuật luyện sư nếu như tổn thất hết mình đời này cũng đừng nghĩ về tông môn tông chủ không xé nát mình là không thể một tên vũ hoàng đỉnh cao cường giả trên chiến hạm cũng cảm thấy hết sức không ổn lo lắng nói tuyên bình đại nhân nếu như u minh chiến hạm này tổn hại chúng ta không cách nào trở lại báo cáo kết quả ầm um, trong hố đen truyền đến tiếng nổ vang, sát theo đó là một trận tiếng mặt đất lay động cùng chiến hạm vỡ vụn, thỉnh thoảng còn có nhân loại kêu thảm thiết. Trái tim của Bạch Y Nam tử Tuyên Bình cũng theo thanh âm kia phá nát, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lần này đúng là xong đời rồi. Tuy rằng hố đen sâu không nhìn thấy, nhưng đã có thể đoán được tình hình bên trong, hai mắt hắn đỏ chót, hầu như là hí lên quát, xúc sinh, xúc sinh, ta muốn giết sạch các ngươi, vốn cho là một chuyện vui, hơn nữa cố ý từ trong tông môn điều khiển U Minh chiến hạm cùng Kim Dương chiến hạm đi ra, uy phong lẫm lẫm ai biết vừa tới yêu nguyên liền bị một đám người không hiểu ra sao tổn hại thuật luyện sư phòng trừng cũng chết gần hết rồi lần này trừ khi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ bằng không trở lại đó là một con đường chết tuyên bình đại nhân ngọc bi này có thể chấn áp u minh chiến hạm vô cùng có khả năng là tồn tại cấp 9. nếu như có thể đạt được cũng đủ để trung hòa tội u minh chiến hạm tổn hại cùng đông đảo thuật luyện sư tử vong rồi tên vũ hoàng đình cao kia nêu ý kiến nói không sai thân sắc bi thống của tuyên bình cứng lại rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi thay vào đó là một mặt nanh sắc hung hăng nói còn có cổ chung kia nhất định cũng là huyền khí cấp 9. những người này rốt cuộc là ai trên người dĩ nhiên mang không chỉ một huyền khí cấp 9. mặc kệ nếu đã chống lại liền giết chết toàn bộ trong mắt hắn lóe ra sắc khí ác liệt quát lên hai chiếc chiến hạm không ngừng bắn cho ta ta muốn nhìn bọn họ có thể ngăn bao lâu các ngươi đều xuống cho ta đem những tạp ngư kia giết chết toàn bộ hắn sắc khí lẫm nhiên nói còn hai tên vũ tôn kia hắn cau mày nghĩ một chút tức giận nói ta sẽ tận lực kéo dài nguyên bản hai tên nhị tinh vũ tôn ở trong mắt hắn chỉ là món khai vị nhưng bên trong vũ kỹ của đối phương dĩ nhiên có thể ngưng luyện ra thiên địa quy tắc coi như là hắn cũng không dám đón đỡ nội tâm tuyên bình đã bắt đầu hối hận mình uy phong lẫm lẫm mà đến nhìn đối phương mạnh nhất bất quá hai tên nhị tinh vũ tôn cho rằng là quả hồng nhũn dễ nắm hơn nữa mình còn có ba chiếc chiến hạm cường đại còn không phải là bắt vào tay kết quả một người không có giết u minh chiến hạm của mình cùng hơn 30 tên thuật luyện sư tất cả đều ngỏm hiện tại mình cũng bị hai tên vũ tôn áp chế gắt gao ưu thế duy nhất của phe mình chỉ còn số lượng vũ hoàng còn có hai chiếc kim dương chiến hạm cấp 7. tuyên bình đại nhân không tốt ngươi xem đột nhiên một tên vũ hoàng cường giả kinh hãi đến biến sắc kêu lên chỉ thấy trong hố đen bắn ra một ánh hào quang chính là giới thần bi ở dưới sự khống chế của lý vân tiêu lần thứ hai hóa thành núi nhỏ hướng hai chiếc kim dương chiến hạm trần áp tới tuy rằng chiến hạm cường đại thế nhưng giới thần bi nắm giữ đại địa tức nhưỡng ngược lại thật sự là khắc tinh của những chiến hạm này trực tiếp dùng trọng lượng đè tới, cái chiến hạm nào chịu nổi? Tuy rằng có thể bay thoát đi, nhưng ở trong chiến đấu sẽ bị khắc chế gắt gao. Tiểu tử, có bản lĩnh liền quyết đấu, đừng tổn thương chiến hạm của ta, mẹ nó chơi đòn kinh tế thế ai chơi lại người Tuyên Bình cho mắt nhìn dưới thần bi này hướng một chiếc chiến hạm khác nổ xuống, người không chế ở trong chiến hạm quay đầu muốn đào tẩu, nhưng tốc độ khởi động quá chậm, vừa phát động liền bị dưới thần bi đè ép, trong nháy mắt liền rơi dụng xuống đất. Ầm kim dương chiến hạm to lớn không có chút hồi hộp nào ngã ở trên mặt đất chấn động lên bùn đất trùng thiên lần thứ hai nổ ra một cái động to lớn bùn đất rất nhanh tan hết tình huống ánh vào trong mắt mọi người là toàn bộ chiến hạm gãy vỡ triệt để báo hỏng phốc tuyên bình phun ra một ngụm máu tươi oán độc nhìn chằm chằm dưới thần bi ở trong hầm thần bi kia vẫn như cũ một chút việc cũng không có ánh sáng chuyển động thật giống như vô cùng vui vẻ còn khiêu khích hắn còn một chiếc lên Quyết ấn trong tay Lý Vân Tiêu chuyển động, trong miệng phát sinh tiếng cười gần. Dưới thần bi lần thứ hai bay lên, không ngừng biến ảo. Con ngươi của Tuyên Bình lồi ra, trong miệng mang huyết hét lớn, bỏ mẹ rồi, toang rồi mấy bu em ơi, chạy, chạy mau, nhanh rời xa huyền khí này. Hắn đem kinh khí toàn thân hội tụ tới đầu quyền, đánh ra ngoài quát, tứ phương bạo, chết đi cho ta. Hắn cũng không dám dừng lại nữa, chỉ để tan nát cõi lòng. Nếu như một chiếc chiến hạm cuối cùng này cũng phá hủy, nhiệm vụ kia cũng không cần làm, trực tiếp bỏ chạy cách xa tây vực để tránh khỏi bị Tông môn truy sát dưới thần bi chúng kình khí kia oanh một cái bị đánh văng ra cách xa mấy chục mét một chiếc kim dương chiến hạm cuối cùng khởi động trong nháy mắt hóa thành một ánh hào quang đi ngang qua trời cao biến mất ở trước mặt mọi người toàn bộ quá trình bị mọi người thánh hỏa điện đặt ở trong mắt từng cái từng cái kinh ngạc đến ngây người thật giống như xưa nay không nhận ra lý vân tiêu vậy lý vân tiêu ngừng pháp quyết đem giới thần bi thu vào giữa chân mày hắn đi tới trước mặt kim dương chiến hạm tịch thu chiến hạm tan nát sau khi thu xong tất cả linh kiện hắn trực tiếp nhảy vào trong hố sâu còn có u minh chiến hạm cho dù biến thành sắt vụn cũng đều là vật liệu cấp 8. chỉ chốc lát lý vân tiêu mang theo mấy thuật luyện sư còn chưa chết từ trong hắc động đi ra ném ở một bên tổng cộng 7 người nói đi các ngươi là môn phái nào đến yêu nguyên làm cái gì lý vân tiêu đơn giản sáng tỏ hỏi vài tên thuật luyện sư kia im lặng một hồi một người trong đó nói chúng ta làm việc cho phi xương tông nhưng không phải là người của phi xương tông còn đến yêu nguyên làm gì chúng ta cũng không biết chỉ phụ trách nghe theo tuyên bình chỉ huy điều động u minh chiến hạm mà thôi sau khi hắn nói xong rất thấp thỏm hỏi một câu nói ngươi sẽ không giết chúng ta chứ ánh mắt của lý vân tiêu chìm xuống cau mày nói hóa ra là phi xương tông ta ngược lại cũng nghe qua tông chủ thật giống như là yến song phi trong ấn tượng cũng là một tên cửu thiên vũ đế không sai yến song phi tông chủ đại nhân chính là cửu thiên vũ đế phi dương tông ở toàn bộ tây vực cũng coi như nhất lưu môn phái ngoại trừ phệ hồn tộc cùng vạn tinh cốc gia đúng là không có mấy thế lực dám trêu chúng ta cũng chỉ là được thuê mà thôi, các ngươi trong lúc đó ân oán kính xin không nên liên lụy đến chúng ta. Tên thuật luyện sư kia biết gì đều nói hết, khuôn mặt lộ ra vẻ lưu luyến nồng đậm với sinh mệnh. Hừ, muốn mạng sống, thời điểm các ngươi điều động u minh chiến hạm xuất thủ với chúng ta, có từng nghĩ tới chúng ta cũng không muốn chết không? Đào quán lửa giận ngút trời, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đã được phi xương tông thuê, cầm chỗ tốt của bọn họ, hiện tại cũng nên thay bọn họ nhận lấy cái chết mọi người của thánh hỏa điện đều giận dữ không hiểu ra sao liền đánh một hồi hơn nữa mỗi cái đều là suýt chút nữa chết nếu không có lý vân tiêu kỳ binh chiến thắng sợ là hiện tại còn ở trong hỗn chiến thương vong khó có thể đánh giá làm cho bọn họ sát tâm nổi lên nhất chính là diệp phàm cũng mấy lần gặp nạn mấy lần đều suýt chút nữa vẫn lạc cơ mà nổi giận thì nổi giận nhưng mọi người của thánh hỏa điện lại không dám nhúc nhích bởi vì bọn họ không có công lao mấy người này xem như là tù binh của lý vân tiêu bọn họ không có quyền xử trí lý vân tiêu một mặt không đáng kể nói các ngươi đi đi yêu nguyên này rất nguy hiểm hiện tại càng nguy hiểm hơn có thể đi ra ngoài hay không liền xem tạo hóa của các ngươi 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 thật sự chịu thả chúng ta đi mấy tên thuật luyện sư kia đều lộ ra vẻ đại hỷ từng cái từng cái không thể tin được tất cả mọi người của thánh hỏa điện cũng ngạc nhiên đào quán có chút không nhịn được muốn nói cái gì lại bị diệp phàm ngăn cản khẽ lắc đầu hắn cũng rõ ràng tù binh là của lý vân tiêu bọn họ không có quyền lợi xử trí huống hồ lý vân tiêu cũng là thuật luyện sư tha bọn họ một mạng là rất bình thường sau khi mấy người xác định tính mạng không lo tất cả đều vui mừng khôn xiết thiên ân vạn tạ xong liền chạy như bay tuy rằng thực lực của bọn hắn không mạnh nhưng thứ tốt cũng không phải ít vẫn còn có một chiếc hổ vương chiến xa bảy người đồng thời chen vào rất nhanh biến mất ở xa xa lý vân tiêu nhìn mọi người một chút nói chúng ta đi thôi sự tình càng ngày càng thú vị tựa hồ sự tình cửu thiên đỉnh truyền ra mọi người đều biết sắc mặt diệp phàm hết sức khó coi lo lắng nói nguyên bản là vạn phần bảo mật không biết là phân đoạn nào xảy ra vấn đề hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước lý vân tiêu cười nói thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được tin tức cửu thiên đỉnh lại không phải lần đầu tiên truyền ra, trước đó cũng từng xuất hiện rất nhiều lần, nhưng cuối cùng đều chứng minh là giả. Vì lẽ đó hiện tại các đại phái đối với loại tin tức này cũng không phải đặc biệt mẫn cảm. Cũng may là như vậy, đến đều là chút tạp ngư, bằng không chúng ta không có nửa điểm cơ hội. Diệp Phàm cũng đồng ý gật gật đầu, thu được trí bảo này, ngoại trừ thực lực, cơ duyên cũng là vô cùng trọng yếu. Luận thực lực, thánh hỏa điện bọn họ xác thực rất kém cỏi, nhưng luận cơ duyên, khắp thiên hạ chỉ có một người hắn có thể mở ra cửu thiên đỉnh, đây chính là cơ duyên to lớn nhất ngoại trừ lý vân tiêu ra người của thánh hỏa điện đều là người người sắc mặt cực kỳ nghiêm túc không còn ung dung như lúc trước tiếp tục hướng về nơi diệp phàm cảm ứng bay đi địa vị của lý vân tiêu ở trong lòng mọi người cũng bay lên một trình độ cực cao đặc biệt là hai tên vũ hoàng cường giả được hắn cứu càng là vô cùng cảm kích bay đi thời gian uống cạn chén trà đột nhiên phía trước chuyển đến cảm giác khác thường rất nhiều khí tức táo bạo tỏ khắp ở trong không khí bị lý vân tiêu nhạy cảm bắt được không gian phía trước hơi dập dờn làm cho người ta có một loại cảm giác hoảng hốt rất nhanh mọi người của thánh hỏa điện cũng từng cái nhận ra được tình huống không đúng chít 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 lượng lớn tiếng kêu hỗn độn nhỏ bé ở bốn phía vang lên chính là ngũ hành phệ linh thử đã từng gặp qua thần thức tản ra hàng ngàn linh thử đang hướng về phương hướng bọn họ chạy như điên tới chẳng lẽ lại là thử chiều lý vân tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng cũng không hề hoảng loạn những linh thử này dù cho nhiều hơn nữa cũng không cách nào đối với bọn họ tạo thành tính thương tổn thực chất rất nhanh hắn liền phát hiện này cùng lần trước gặp phải thử chiều phi thường không giống lần trước tuy rằng càng nhiều nhưng mà thử chiều chỉnh tề như một có mục tiêu mà lần này thật là lộn xộn không ít còn ở trong quá trình chạy cắn xé lẫn nhau yêu nguyên rộng rãi không thể đánh giá phía trên tồn tại lượng lớn các loại yêu thú một đường lại đây cũng đã gặp qua không ít vì lẽ đó mặc dù nhìn thấy quy mô thử chiều lớn như vậy thêm vào đẳng cấp linh thử cũng không cao vì lẽ đó mọi người cũng không để ý chỉ là cảm giác thấy hơi buồn nôn này là tồn tại nhiều nhất trên yêu nguyên ngũ hành phệ linh thử sao trong mắt đào quán lóe ra vẻ kinh dị nói bọn chúng đây là đang chạy chối chết nhìn qua rất táo bạo hoảng loạn chẳng lẽ phía trước có nguy hiểm tốc độ của mọi người cực nhanh rất nhanh liền có thể nhìn thấy lượng lớn thử ảnh xuất hiện ở trên bình nguyên hướng về phương hướng bọn chúng lao nhanh trong tiếng chít chít chi hỗn độn để lộ ra tâm ý cáo kỉnh lý vân tiêu nói số lượng không phải quá nhiều là lưu vong bình thường mặt sau bọn nó hẳn là có yêu thú cao cấp hơn đang truy đuổi bên trong những thử chiều kia còn kèm theo một ít thạch hoa hồ cũng đồng dạng là tồn tại ba cấp mọi người không có thời gian để ý tiếp tục hướng về phía trước phi hành dọc theo đường đi yêu thú bắt đầu tăng lên nhưng tất cả đều là hướng về phía sau bọn họ lao đi đều là liều mạng lao nhanh hơn nữa đẳng cấp cũng càng ngày càng cao huyết tốn trùng cấp 4, linh ảnh điêu cấp 5. đến mặt sau còn xuất hiện một chút yêu thú cấp 6, cũng ở trong đó chạy trốn phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì đào quán lộ ra vẻ hoảng sợ tốc độ thả chậm lại nhìn chằm chằm yêu thú lẻ loi tán tán phía dưới nói cấp 6 thải diễm báo dĩ nhiên cũng chạy trốn đây chính là tương đương với nhân loại vũ tông hơn nữa không phải vũ hoàng cường giả rất khó hàng phục vẻ mặt của lý vân tiêu cũng nghiêm túc lại nói nếu như chỉ đến đó còn tốt ta chỉ sợ mặt sau còn có thể xuất hiện tồn tại cao cấp hơn diệp phàm cả kinh nói nghe nói trên yêu nguyên thậm chí có yêu thú cấp 8, chẳng lẽ ở phía trước quả nhiên tình huống xấu nhất cũng xuất hiện bắt đầu nhìn thấy yêu thú cấp 7 bán mạng lao nhanh lần này tất cả mọi người đều ngừng lại vạn phần kiên kỵ nhìn về phía trước nhưng không cảm ứng được bất luận nhân vật nào nếu như phía trước đúng là một con yêu thú cấp 8, đám người bọn họ đi tới không cẩn thận chính là kết cục diệt sạch phía trước lộ ra khí tức tử vong mạnh mẽ rất xa nhìn thấy một con yêu thú dị thường cao to xuất hiện ở trên đường chân trời khí tức vô cùng quái dị tuy rằng xa như vậy nhưng vẻn vẹn là điểm đen nhỏ kia truyền đến cảm giác liền chấn động hồn phách người chi đúng là yêu thú cấp 8, phùng chư thất thanh nói là linh xà cửu xí điểu hay là phá hồn mô yêu thú cấp 8 trên yêu nguyên chỉ có hai loại này tồn tại nhưng bất luận loại nào đều không phải bọn họ có thể chống lại vẻ mặt của lý vân tiêu trở nên vô cùng quái dị cẩn thận nói là phá hồn mô thế nhưng thật kỳ quái trong lòng diệp phàm hơi động nói vân thiếu làm sao kỳ quái lý vân tiêu cau mày khuôn mặt lộ ra vẻ không thể lý giải chậm rãi nói con phá hồn mô kia thật giống như chết rồi chết rồi mọi người giật mình đào quán sợ hãi nói chết rồi làm sao còn có khí thế cường đại như thế lý vân tiêu chăm chú nhìn phía trước nói hẳn là vừa mới chết không lâu vì lẽ đó khí tức vẫn không có tiêu tan sạch sẽ phùng chư thở phào nhẹ nhõm nói hóa ra là chết vậy thì không cần lo lắng nhưng hắn tổng thể ung dung không nổi chỉ cảm thấy trong lòng càng ngột ngạt Vẻ mặt Diệp Phàm cũng dị thường khó coi nói: "Là chuyện gì xảy ra? Một con phá hồn mô cấp 8 làm sao sẽ vô duyên vô cớ chết? Ngoại trừ Cửu Thiên Vũ Đế ra, ai có thể giết một con yêu thú cấp 8?" Phùng Chư Cả kinh nói: "Chẳng lẽ có Vũ Đế dáng Lâm Yêu Nguyên?" Không cần đoán loạn, để tránh mang cho mình một ít phiền phức vô vị, Lý Vân Tiêu trước tiên bay lên nói, nhìn liền biết, nơi này chỉ còn lại khí tức của phá hồn mô cùng tử khí, không có tồn tại khác, hẳn là đã đi xa. Hắn xa xa bay xuống, phá hồn mô xuất hiện ở trước mắt, thân thái quái dị kia để trong lòng hắn cả kinh, làm cho người ta có một loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Mọi người của Thánh hỏa điện cũng đồng thời hạ xuống quanh thi thể phá hồn mô điều tra, toàn thân dĩ nhiên chỉ có một vết thương. Đào Quán chỉ vào phá hồn mô này nói: các ngươi xem, hơn nữa vết thương này cũng không lớn, tuyệt không tới chí mạng. Các ngươi nhìn mặt của nó, tựa hồ hết sức thống khổ, ngũ quan tất cả đều có nhiều nếp nhăn chồng nhau, thật giống như trải qua thời gian dài thống khổ mới có thể như vậy trên người tất cả đều mềm nhũn, đều kề sát ở trên xương. Phùng Chư Cả kinh nói, chẳng lẽ là dùng sóng âm đánh chết? Lý Vân Tiêu nói, không thể, sóng âm có thể đánh chết một con phá hồn mô, dù cho cách xa mấy trăm dặm, chúng ta chí ít cũng có thể cảm ứng đến. Ánh mắt hắn càng ngày càng ác liệt, chỉ vào một vết thương duy nhất kia nói, hơn nữa tại sao hung thủ muốn mở một vết thương như thế? Ánh mắt bén nhọn của hắn ngưng tụ lại, tựa hồ muốn xem xuyên toàn bộ tình huống nội bộ của con phá hồn mô này, cắn răng nói: nếu như ta không đoán sai huyết dịch trong thân thể con phá hồn mô này đã bị lấy hết rồi lấy hết huyết dịch đào quán cả kinh bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó năm ngón tay hắn khép lại hóa trưởng thành đao chém xuống lấy thực lực thất tinh vũ hoàng của hắn toàn lực chém xuống cũng chỉ ở trên người phá hồn mô mở ra một vết thương miệng nhỏ huyết nhục tách ra lộ ra một mảnh trắng như tuyết quả nhiên một giọt máu cũng không thấy chi tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh cực kỳ kinh hãi sắc mặt của diệp phàm cũng hơi trắng bệch nói lẽ nào là người của khô lâu binh đoàn làm hắn nghĩ đến lúc trước nam tử của xích long phủ từng nói về việc thủ huyết chẳng trách tử trạng của phá hồn mô này quái dị như vậy làm cho người ta có một loại cảm giác cổ quái thích quang cũng là lòng còn sợ hãi nghĩ đến một loại tồn tại cường đại như thế dĩ nhiên biến thái chết đi như vậy sinh ra cảm giác mèo khóc chuột lý vân tiêu ngưng tiếng nói là khô lâu dòng binh đoàn không thể nghi ngờ chỉ là ta không rõ ràng bọn họ là làm như thế nào không lưu chút vết tích tranh đấu đem phá hồn mô lấy huyết đến chết coi như là vũ đế phổ thông cũng không làm được chẳng lẽ có đỉnh cao vũ đế tới nghĩ đến thân phận của vũ tiên sinh nhất thời đoán được loại khả năng này nếu như cao thủ hàng đầu của yêu tộc từ trong tinh nguyệt ảo cảnh đi ra vẫn có thể làm được đỉnh cao vũ đế mọi người một thoáng liền trầm mặc lại nếu như thật có tồn tại bực này vậy lần hành động này của bọn họ liền có vẻ không có bất kỳ ý nghĩa gì lại đuổi tiếp cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào cơ duyên cố nhiên trọng yếu nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối hết thảy đều là hư vô sắc mặt của lý vân tiêu cũng cực kỳ khó coi nếu như có vũ đế đỉnh cao xuất thủ dù cho hắn có giới thần bi nội tâm cũng không chắc chắn hơn nữa hiện nay xem ra khả năng này rất lớn trong tay khô lâu dòng binh đoàn có đường kiếp rất khả năng đã biết thánh hỏa điện xuất thế tìm kiếm cửu thiên đỉnh đừng nói âm thực dương thực đồng thời xuất hiện cho dù chỉ có một thành xác xuất, cũng sẽ có vũ đế đỉnh cao đồng ý xuất thủ vũ đế đỉnh cao ư sắc mặt diệp phàm trắng bệch cắn răng nói tuy rằng thiên vũ giới rộng lớn vô biên vũ đế tầng tầng lớp lớp nhưng chân chính xương đỉnh cao cũng chỉ có rất ít mấy người mà thôi sẽ là ai chứ ở trong một hầm ngầm u ám hai tên nam tử áo bào đen ngồi đối diện nhau trung gian cách một trận pháp màu vàng to lớn tản mát ra ánh sáng chiếu rọi trên thân hai người cái bóng ở trong huyệt động kéo thật dài không ngừng lấp lóe trận pháp kia dĩ nhiên là trong ngoài thông thấu một con yêu thú cả người lông dài không ngừng dãy ruộng ở trong đó rít gào không ngớt muốn phá trận mà ra nhưng lại không thể làm gì tỉ mỉ phân biệt dĩ nhiên là một con chuột màu xanh khổng lồ trong mắt linh quang lấp lóe tựa hồ còn có thần trí nhất định trận pháp đặt ở trên người nó dường như một vùng không gian khốn nhập nó trong đó không cách nào tránh thoát trên trận pháp có mấy phù hiệu quái lạ lập lòe ra từng trận kim quang không ngừng có lực lượng màu vàng chìm xuống mỗi một lần đều làm cho thanh thử dị thường thống khổ dần dần từ bỏ chống lại nam tử áo bào đen bên trái tay dẫn kiếm quyết quát khẽ ngưng chỗ ngón trỏ của hắn điểm ra trận pháp màu vàng cấp tốc co rút lại ngưng tụ thành một đoàn màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt đem thanh thử kia bao vây ở bên trong thanh thử phát sinh tiếng kêu sợ hãi lần thứ hai vùng vẫy nhưng mỗi lần chạm phải kim quang kia liền cảm thấy cả người đau đớn kịch liệt rốt cục không còn dám lộn lộ xộn nam tử bên phải thở phào nhẹ nhõm đứng dậy vui vẻ cười nói lại thành một cái hắn lấy ra một huyền khí hình tròn phía trên mang theo mấy cái lục lạc phát sinh tiếng vang lanh lảnh lục lạc này tổng cộng có 5 cái trong đó ba cái màu trắng hai cái khác là một hoàng một kim tinh tế nhìn lại bên trong lục lạc dĩ nhiên có một con chuột nho nhỏ chuyển động loạn lên hắn đem huyền khí này vứt vào khâu chung bắt đầu xoay tròn trong nháy mắt lớn lên mấy lần làm chật ních toàn bộ hầm ngầm năm cái lục lạc không ngừng phát sinh tiếng lanh lành ba loại ánh sáng kim hoàng bạch ở phía trên lấp lóe lực lượng màu vàng nhốt lại thanh thử ở phía dưới chậm rãi bị hút tới hướng một cái lục lạc màu trắng bay đi đinh linh đinh linh thanh thử bị hút vào trong đó lục lạc kia lập tức hóa thành màu xanh phía trên lưu chuyển sắc thái lập tức thêm ra một loại thanh kim hoàng bạch hơn nữa càng thêm diễm lệ nam tử áo bảo đen lộ ra nụ cười thỏa mãn nhẹ nhàng vẫy tay ngân hoàn trở xuống trong tay bị hắn cất đi chỉ còn lại hai con ngũ hành ngự hoàn này liền luyện chế thành công ngũ hành thử vương biến mất ba con sợ là con thử hoàng ở trung ương kia đã có phát hiện hai con cuối cùng sẽ một cái so với một cái khó khăn a à, nào có cái gì khó khăn coi như là thử hoàng kia không phải cũng là mục đích cuối cùng của chúng ta sao nếu như đơn giản như vậy là tốt rồi trên yêu nguyên này trời mới biết có bao nhiêu ngũ hành phệ linh thử rơi vào trong đó coi như là người ta cũng khó có thể toàn thân trở ra này không phải đã truyền tin tức giả ra ngoài để những ngu xuẩn kia đồng thời tiến vào yêu nguyên hấp dẫn thử hoàng chú ý sao ha ha cửu thiên đỉnh xuất thế loại đồn đại này dĩ nhiên cũng có người tin ha ha thực sự là một đám ngu ngốc ân cũng may phát hiện đường kiếp ở khinh ca xâm lâm vừa vặn tạo thế nhưng thật giống như chiêu này không phải quá hữu hiệu tiến vào yêu nguyên cũng chẳng có bao nhiêu cao thủ nhưng mà những người yêu tộc kia đúng là có chút quái dị chúng ta lưu ý một thoáng yêu tộc ngươi nói vị thiếu niên giết chết phá hồn mô kia xác thực có chút quái lạ trọng điểm quan tâm thiếu niên kia những lâu la của phệ hồn tộc người của thương minh còn có hắc liên thiếu hoàng còn lại để bọn họ tự sinh tự diệt đi đám người yêu tộc kia xác thực có chút kỳ lạ những lâu la của phệ hồn tộc chúng ta có thể dẫn dắt những thế lực khác tư diệt bọn họ thương minh bảy đại thành viên đều hiện đúng là có chút kỳ quái còn hắc liên thiếu hoàng cửu thiên đế cảnh có thể ít một cái liền ít một cái quá nhiều thiên vũ giới này không khỏi có vẻ hơi chen chúc không bằng chúng ta xuất thủ trực tiếp giết hắn không cần có thể đột phá đến cửu thiên đế cảnh xác xuất vốn là vô cùng thấp huống hồ kẻ này còn có đại sư huynh ở lam tuyết thánh vực một tiểu sư đệ ở hóa thần hải tuy rằng vạn tinh cốc chúng ta không sợ nhưng mà không nên gây thủ hẳn quá nhiều nếu như hắn thật có thể thành tựu quy tắc ngưng tụ đế khí đến lúc đó lại xuất thủ cũng không muộn hừ cổ phi dương còn trên đời vạn tinh cốc ta còn có mấy phần kiên kỵ Hiện tại hắn chết rồi, lưu lại đám đồ đệ phế vật, giết liền giết, không có cái gì đáng chú ý cả. Đừng quên mục đích cuối cùng của chúng ta, luyện chế ngũ hành ngự hoàng cùng thu phục thử hoàng. Diệt trừ lâu la của phế hồn tộc cùng ngăn cản hắc lên thiếu hoàng lên cấp vũ đế nhưng cũng là việc tiện thể. Nếu như ảnh hưởng đến chính sự, trách nhiệm này ai cũng không gánh nổi. Sau khi hai người nói xong, toàn bộ hầm ngầm khôi phục tâm tối tĩnh mịch cũng không còn bất kỳ âm thanh nào ở trên bầu trời yêu nguyên rộng lớn một chiếc kim dương chiến hạm đang nhanh chóng tiến lên sắc mặt tuyên bình dị thường khó coi nhìn đần giống như cướp ngâm mặt âm trầm một lúc lâu không nhúc nhích qua một thoáng ầm một miếng kim loại trên kim dương chiến hạm bị hắn đấm xuyên thủng hai mắt đều là hung quang đối phương nắm giữ loại huyền khí nào đó trực tiếp ép vỡ chiến hạm hai tên nhị tinh vũ tôn liên thủ lại có thể khắc chế mình thực sự không nghĩ ra làm sao mới có thể tìm về bãi chiếm được ngọc bi cùng cổ chung kia trở về lấy công trục tội tuyên bình đại nhân phía trước có người một tên vũ hoàng cường giả con ngươi thu nhỏ lại giống như phát hiện cái gì chỉ về mấy điểm đen nhỏ đang chậm chậm di động ở đằng trước hà tuyên bình ngưng mắt nhìn tới phía trước tổng cộng có 9 điểm đen nhỏ dĩ nhiên là 9 chiếc thanh lang chiến xa ở cuối tầm mắt chậm rãi đi tới tiên sư nó cái đồ bỏ đi gì dùng thanh lang chiến xa phòng chừng là đoàn lính đánh thuê bỏ đi nào đó toàn bộ oanh diệt tâm tình của tuyên bình cực kém không chút nghĩ ngợi liền ra lệnh vâng mệnh lệnh rất nhanh chuyển xuống kim dương chiến hạm gia tốc đi tới rất nhanh liền rút ngắn khoảng cách với những thanh lang chiến xa kia một đạo công kích cường đại trong nháy mắt sông ra ngoài đem chín chiếc chiến xa kia toàn bộ bao phủ dưới công kích không thể tránh khỏi chín chiếc thanh lang chiến xa trực tiếp ngừng lại trong đó một chiếc thay đổi đầu xe phía trên có một tên nam tử lạnh lùng nhìn công kích chạy như bay tới thanh lang chiến xa cấu tạo vô cùng đơn giản ưu điểm chính là chỉ cần một người liền có thể dễ dàng điều khiển sóng gợn đi nhanh không gian chuyển đổi